Hi, xin chào tất cả các bạn của kênh 14. Thì mình tên là Cổ Ngân, hiện tại mình đang là makeup artist với lại kinh doanh một cái mảng thời trang riêng của mình. Thì hôm nay Ngân rất vui được đến đây và chia sẻ cũng như là nói chuyện với các bạn. Cái lần tình cờ đó, nếu mà Ngân kể cho các bạn nghe thì các bạn sẽ không nghĩ đó là một câu chuyện có thật luôn á. Tại vì cái phần trăm cơ hội để mà xảy ra một cái câu chuyện này á, giống như là 1 trong 1 tỷ cơ hội để mà cái chuyện này xảy ra. Thì vô tình cái tháng 1 năm 2019 á, là anh có một cái chuyến công tác lần đầu tiên tại Việt Nam. Thì vô tình cái lúc đó anh đang ở Hồng Kông. Thì anh lướt Instagram thì không biết tại sao mà nó lại hiện cái Instagram của Ngân ở trên đó. Thì anh thấy là ủa, mình để là mình là cô gái Việt Nam thì kiểu vậy. Thì ông nói là sắp tới đây mình cũng có về Việt Nam, kiểu mấy ngày nữa mình về Việt Nam. Thì ổng cũng muốn là có một vài người bạn để đi ăn đi uống rồi chỉ cho ổng về những cái nét đẹp của Việt Nam á, kiểu như là bảo tàng rồi đó, bưu điện thành phố kiểu vậy. Thì bắt đầu ổng nhắn tin cho Ngân. Thì cái lúc ổng nhắn tin cho Ngân là ổng hỏi là bây giờ là tôi có thể làm quen bạn được không, rồi vài ngày nữa mình có cái chuyến công tác vậy á, thì anh có thể mời em đi uống được không. Thì lúc đó ổng nói là can I invite you a drink. Thì trong cái drink đó thì Ngân chỉ nghĩ là đi bar, đi pub rồi đi uống rượu, uống bia này thôi. Mà Ngân rất là ghét những cái nơi ồn ào, Ngân ghét bia rượu kiểu vậy. Khói thuốc thì Ngân mới nói là lúc đó là Ngân chửi thẳng, Ngân nói là cho ông bị điên hả, ví dụ như mà ông muốn tìm những cái người mà đi bar, đi pub như vậy á, thì tôi không phải là cái người đó đâu. Kiểu là đừng có đánh giá một cái người và cái vẻ bề ngoài của người ta, đấy là nhìn sexy kiểu vậy thôi, nhìn ăn chơi bậy bọ vậy thôi. Nhưng mà Ngân không có thích đi đến những cái nơi đó. Thì ổng kiểu xin lỗi rối rít, kiểu xin lỗi nhưng mà tao không có ý đó, tao chỉ muốn là mời em đi ăn đi uống kiểu vậy thôi. Thì Ngân mới bắt đầu là sau một hồi mà xin lỗi chân thành thì bắt đầu Ngân mới kiểu là ok. Thì kiểu mình mê ăn nữa, mình nói là được một bữa ăn free rồi tại sao không đi ăn, đúng không? Thì đó là bắt đầu Ngân đồng ý với ổng là đi ăn, đi gặp lần đầu tiên là cái lúc đó. Sau cái lần gặp đầu tiên Ngân cũng nghĩ là trời sao mình lì quá ta, kiểu cảm thấy một cái ông thứ nhất là người nước ngoài mà lớn tuổi như vậy mà mình dám đi ăn một mình kiểu vậy. Lúc mà đi xong mình nói trời chết rồi, lì quá rồi, ở như cái lúc đó mà có cái gì rồi sao, hên là không có cái gì chứ không là mình chết. Cái nhưng mà sau đó Ngân suy nghĩ lại là ủa, ví dụ như mà mình đi với mấy người trẻ thì nó cũng nguy hiểm vậy mà, đâu có khác gì đâu, đi với những cái anh trẻ nhiều khi còn nguy hiểm hơn vậy nữa, mà tại sao mình cũng đánh đổi cho những người trẻ, thì tại sao đây cũng là một người có cái cơ hội, cái tiềm năng. Tại vì khi mà Ngân nói chuyện với anh qua tin nhắn á, thì Ngân thấy là đây là một người rất là lịch sự đàng hoàng, thì tại sao không cho người ta cơ hội cũng như là cho bản thân mình cơ hội. Thì cái lúc đó thì Ngân bắt đầu đồng ý cái nhận lời hẹn đi gặp anh lần đầu tiên. Trước đây thì Ngân cũng quen khá là nhiều người lớn tuổi, ngoại trừ là bạn trai năm cấp ba ra thôi là bằng tuổi. Còn sau đó là đa phần là bạn trai lớn tuổi với lại cũng có điều kiện giống như anh hiện tại á, cho nên là gia đình Ngân cũng biết về cái chuyện đó, với lại bố mẹ Ngân cũng biết cái tính của Ngân á, là ví dụ như mà hà đừng có cản, cứ để cho quen vậy đi, không thích rồi thôi. Nhưng mà cản là kêu là thôi không được quen rồi, lớn tuổi rồi, là Ngân chắc chắn là phải làm ngược lại, Ngân phải quen cho bằng được, cho tới khi mà đừng có nói nữa thì biết đâu lúc đó Ngân sẽ suy nghĩ lại kiểu vậy. Hầu hết tất cả những bạn gái hay cả bạn trai luôn, người ta cũng muốn là có được một cái điều kiện kinh tế khá giả. Không có ai mà bây giờ mà còn ước bộ túp lều cho anh 2 quả tim vàng là trời ơi, Ngân thấy là rất là khó luôn á. Mấy bạn thường cái comment này mấy bạn hay ghi trong cái clip của Ngân là mê tiền kiểu vậy. Mà Ngân nói trời ơi, bây giờ mấy bạn không sống vì tiền, mấy bạn sống vì gì? Tại sao mấy bạn lại nói Ngân mê tiền là sao Ngân không biết. Nhưng mà Ngân cũng đồng ý là Ngân mê tiền nha các bạn. Thì Ngân nghĩ là cái cuộc sống vật chất hiện tại á, nó bổ sung, nó hỗ trợ nhiều cho cái cuộc sống tình cảm. Tại vì khi mà các bạn không phải quá chày chật lo lắng kiểu như là cho cái cuộc sống hiện tại, trời ơi bây giờ mua sữa mua gạo sao, rồi trả tiền nhà tiền tháng, trời ơi tới tháng rồi mà hết tiền rồi sao, thì bắt đầu mấy bạn sẽ rất là cặp khó chịu, rồi quay ra cái người partner bên cạnh á cũng sẽ rất khó chịu, kiểu sao anh không làm kiếm tiền nhiều hơn, sao không cho em nhiều hơn, sao mà
Em nhìn em thấy bạn em hả, chồng nó mua cho nó hả quà Valentine, tại sao anh không tặng, hoặc là tại sao anh tặng cho em một cái quà rất là nhỏ xíu mà tại sao nó đủ vậy. Thì anh chỉ muốn là các bạn hãy thực tế hơn trong cái cuộc sống của mình.